Tập 24. Lục Diễn Dương. Tạm biệt. Khách hàng ở trong đây, nếu có thể giành được 1/3 cổ đông của The Brick, có một chỗ của anh. Anh đi hỏi người dưới của chúng ta có ai bằng lòng đi cùng tôi rời khỏi Brick không? Không. Anh muốn đưa họ đi đâu? Đi The Brick. Giá trị của The Brick tôi xem qua rồi. Với giá thị trường bây giờ, đoàn đội của tôi với tôi tuyệt đối đáng giá này. Tập 24. Nên tiêm rồi, Dân phải không? Hai giây thuốc tiêm viêm Amoxicillin Metrodidazine. Cảm ơn. Đừng động vào tôi. Sao vậy? Người lớn như vậy còn sợ tiêm? Cô ấy có hơi sốt. Tiêm hai bình tiêu viêm. Dân, chúng ta phải tiêm, có đúng không? Tiêm thì mới khỏi bệnh rồi. Như vậy đi, tôi cùng cô tiêm. Cô đưa tay cho tôi, tôi cho cô sức mạnh. Có được không nào? Tôi cùng cô tiêm. Có cảm giác sức mạnh không? Anh là bạn trai của ấy, đồng nghiệp. Anh ấy là sếp của tôi. Cái này còn ngại. Đừng nhìn cô ấy, nhìn tôi. Nhìn tôi. Thật ra giống như muỗi cắn thôi, có đúng không? Giống như muỗi cắn. Tách. Cô xem xong rồi. Không đau. Kiên cường. Do anh là lợi hại nhất. Tiêm xong là khỏe, cảm ơn. Được. Chúng ta nghỉ một lúc đi. Sếp, anh có thể. Tôi có thể. Tôi cùng cô truyền xong hết chai này rồi về được chứ? Thật sao? Thật. Vậy chị Nghe Hảo biết không? Chị ấy sẽ không giận chứ? Không đâu. Bà chủ của cô rộng lượng lắm. Cô đó, bây giờ hãy suy nghĩ cho chính mình. Dưỡng bệnh khỏe là được. Dưỡng bệnh khỏe chúng ta về nhà. Thật ra, từ lúc tới công ty, tôi không thích về nhà nữa. Bởi vì không có gì. Muốn tôi đưa về không? Không cần. Tôi gọi xe. Chào cô. Đợi đã. Có điều nói chuyện đề sếp. Hôm nay rất khác với phong cách của cô trước kia. Cả buổi đều là một mình tôi uống. Sao vậy? Cô cai rượu sao? Tôi sợ tôi uống sai lại nói linh tinh. Nói linh tinh thì không. Có điều mấy hôm trước tôi ở Tokyo, ở đầu điện thoại bên kia cô nói là được rồi đừng nhắc nữa. Quên đi, đều tốt cho cả hai. Thực ra tôi rất ghét bản thân. Vì sao phải hiểu rõ anh như vậy? Lục Diễn Dương tôi quen. Xảo trá gian manh, cố chấp, tự phụ. Không thể nào bị gục ngã bởi chuyện đấu đá nội bộ công ty. Điều quan trọng nhất là anh không thể quên đóng cửa. Tôi hiểu anh nhiều hơn cả chính tôi. Căm hận anh như vậy. Bây giờ nhìn thấy anh bị bắt nạt, tôi sẽ cực kỳ không vui. Có lẽ 3 năm trước yêu anh nghiêm túc còn hơn cả tưởng tượng của tôi. Xin chào. Cũng may tôi yêu bản thân hơn, cho nên rời khỏi anh.
Con à, bố mẹ lo cho con lắm. Con có ổn không? Sao con không gọi điện cho bố mẹ? Dạ rất tốt. Con vừa về tới nhà. Lạp xưởng đưa chưa? Đưa rồi. Bọn họ thích không? Bọn họ đói rất ngon. Vậy đến mùa đông bố mẹ gửi thêm cho người ta. Đừng gửi nữa. Bọn họ cũng không thiếu. Có thiếu hay không thì cũng là lòng thành của bố mẹ. Đừng đưa nữa. Con làm sao vậy? Hình như không được vui. Dạ không có. Có lẽ hôm nay con mệt. Được, con đợi chút. Bố muốn nói chuyện với con. Con gái, bố đây. Bọn họ không làm khó con chứ? Dạ không đâu bố. Bọn họ đối với con rất tốt. Bố mẹ có con là con gái. Vừa nghe con nói con sắp kết hôn, bố con mẹ con trong lòng đều rất vui. Lựa chọn của con không sai. Bố mẹ sẽ ra sức ủng hộ. Bố mẹ mãi là hậu thuẫn cho con. Hãy nhớ. Bố, con không nói nữa. Con có điện thoại gọi tới. Hello, chào mọi người. Tôi là John. Trong buổi ký tặng hôm nay đã có chút chuyện ngoài ý muốn. Có điều không sai. Bác sĩ nói ngày mai tôi có thể xuất viện. Số like đã phá 1 triệu rồi. Bình luận thì sao? Hơn 85% là bình luận tốt. Thường cũng là lập kỷ lục thôi. Không ngờ cô bé John này lại có hành động. Trong đám cô gái này, tôi xem trọng cô ấy. Sau này chắc chắn là đổi. Cô nói cô ấy với Giang Tổng là thật hay giả? Tôi thấy John là thật, nhưng Giang Tổng còn tới chăm sóc. Xin chào. Giang Tề Phi có ở đây không? Chị dâu, tôi mua đồ ăn khuya cho mọi người. Bị ăn liền. Bị ăn liền không phải là bạn trai tôi, là ông chủ của tôi. Ông chủ đối với tôi rất tốt. Còn nói muốn đợi tôi ngủ xong mới đi. Kết quả anh ấy lại lén ngủ rồi. Có phải rất đáng yêu không? Chúng ta không làm phiền anh ấy nữa. Tạm biệt. Con người tự cho là thông minh, đem quan hệ người yêu so sánh với cây dây chung. Hai người cùng cầm trong tay, ỷ lại vào nhau, kiềm chế lẫn nhau. Có chút chậm trễ, sợi dây sẽ chùng xuống. Tình yêu chịu tải ở trên, từ từ tan ra. Điều đó người buông tay trước sẽ tốt hơn. Như vậy sẽ đem đau đớn và uất ức để lại đối phương. Nhưng người phát minh ra ví dụ này có từng nghĩ rằng trước khi buông tay, trong lòng người đó đã trải qua bao nhiêu lần biến động? Anh Tề Phi mới quyết định tôi không cần gì cả. Tôi đi trước. Tôi tự làm. Nghe hỏng. Không phải như em nghĩ đâu. Bà của John bị thương rồi, em cũng thấy đó, rất nghiêm trọng. Nhưng chuyện này anh không cần phải giải thích. Lúc em ở bên anh, có một chuyện em luôn rất thấy kỳ quái. Em chưa từng nghe anh nói một câu anh yêu em. Chính vì trước giờ anh chưa từng nói câu anh yêu em, cho nên em học được kỹ năng mới. Chính là kỹ năng xuyên tạc ý của anh.
Lúc chúng ta vừa ở bên nhau, lúc đó thường xuyên hỏi em đến nhà chưa. Em sẽ hiểu ý đến nhà chưa. Anh yêu em. Sau đó chúng ta ở cùng nhau, anh không còn hỏi em đến nhà chưa, nhưng thỉnh thoảng anh sẽ hỏi em đã ăn cơm tối chưa, ăn gì chưa. Em hiểu ý của anh là anh rất nhớ em. Nhưng sau đó, năm thứ ba chúng ta ở bên nhau, anh lập nghiệp, em theo đuổi mục tiêu của bản thân. Buổi tối mấy hôm trước, em nhìn thấy điện thoại, xem ra chúng ta đã rất lâu chưa liên hệ với nhau. Anh còn nhớ tin nhắn cuối cùng anh gửi cho em không? Đây là tin nhắn cuối cùng. Ở nhà uống hết coca rồi, mang giúp anh mấy chai. Anh chỉ cần em, anh không còn yêu em nữa. Giang Tề Phi, em nghĩ đây là ngày cuối cùng chúng ta ở cùng nhau. Nghe Hảo, ngày cuối cùng em có ý gì? Chẳng có ý gì. Chúng ta chia tay đi. Quỹ đạo ổn định, ổn định, từ từ đẩy ra trước. Được. Giờ rồi không tồi, cứ như vậy đi. Làm kiện, diễn viên xong chưa? Xong rồi thì bắt đầu. Được. Một lúc nữa sửa qua đoạn phim này, thoại trong đây có chút vấn đề, logic không thuận lắm. Nói chuyện với cô đó, sao vậy? Ngơ ngác cái gì? Không có, xin lỗi. Có thể nói lại lần nữa không? Tôi nói đoạn phim này từ không thuận, logic có vấn đề, quay lại sửa đi. Ai thích thì làm đi. Có chuyện gì vậy? Sao vậy Tam Nhi? Biên kịch lão sư, cô đem cảnh tiếp theo từ đêm đổi sang ngày rồi. Các anh em bố trí xong ánh sáng rồi mới phát hiện là nhầm lẫn. Mọi người chẳng phải uổng công vô ích sao? Cả ngày mệt muốn chết có dễ dàng không? Chúng ta tìm chủ nhiệm lý luận. Xin lỗi mọi người, là lỗi của tôi. Xin lỗi. Cô xin lỗi thì có ích gì? Cô làm gì có thể nghiêm túc chút hơn? Hai hôm nay kịch bản luôn có vấn đề, làm chúng tôi xử lý không kịp. Xin lỗi, thật sự xin lỗi. Một câu xin lỗi của cô đem tâm huyết của anh em chúng tôi đổ sông đổ biển. Tam Chi, được rồi, bố trí lại đi. Anh nói cái lều lớn như vậy, mọi người bận rộn cả ngày, mệt đến chết đi sống lại, cứ như là con ra sức bố trí. Bây giờ xem thì ai sai rồi? Cô ta một câu xin lỗi là xong sao? Chúng ta cả ngày mệt như chó, anh biết không? Cứ như vậy làm khổ bọn tôi. Anh là ai? Không muốn làm thì về nhà. Làm gì vậy? Muốn đánh tôi sao? Mang nhiều người như vậy, anh tự xem kịch bản đi Tam Di. Anh chỉ cần xem là không nhầm lẫn. Cái thói xấu gì vậy? Vừa xảy ra vấn đề đổ trách nhiệm lên người khác. Tôi dạy anh thế nào? Được rồi, đi làm lại, mau lên. Cơ ra làm gì? Đi làm việc đi. Đạo diễn đã nói rồi. Đạo diễn đừng giận. Người phụ trách ánh sáng là đúng. Đúng là lỗi của tôi. Rất xin lỗi mọi người. Cô hai hôm nay làm sao vậy? Luôn không tập trung. Có phải trong nhà có chuyện gì không? Không không, không sao. Cô không muốn nói thì không cần nói. Ai cũng có lúc phạm sai lầm, đúng không? Đáng Tam Chi cũng luôn phạm sai. Nhưng bây giờ chúng ta ở cùng một nhóm thì phải ủng hộ lẫn nhau, hiểu cho nhau, đúng không? Cảm ơn đạo diễn. Cô như vậy đi, hôm nay đừng ở lại phim trường nữa. Cô ra ngoài đi dạo, thả lỏng. Được. Vậy tôi đi sửa cảnh phim vừa rồi, sau đó gửi vào mail của anh. Đi đi. Xin lỗi đạo diễn. Không sao. Đi đi. Anh. 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 Anh à. Chị Nghe Hảo, có thấy anh tôi đâu không? Đây.
Hai anh, anh trốn kỹ quá. Cô ấy sao vậy? Tôi gọi cô ấy cũng lơ tôi. Tôi là idol nổi tiếng. Thái độ cô ấy là gì? Không sao. Cô ấy vừa rồi cũng bơ em. Hình như gần đây tâm trạng không tốt. Buồn tin giỏ. Nghe nói cô ấy thất tình rồi. Thất tình? Tôi nói mà, tháng trước còn nói có người cầu hôn với cô ấy. Thất tình rồi. Đã cách trăm năm một mắt là lãng quên. Than thở người tùy tiện hứa hẹn. Nhìn giả như vậy, cô trang điểm đậm như vậy, có dám tẩy trang không? Thành toàn cho ước nguyện của ai? Loại này làm sao? Rất đẹp sao? Đẹp ở chỗ nào? Kim Trạch, đứng lại. Qua đây. Nhìn cô gái này. Nhìn lại tôi. Hai chúng tôi, cậu nghĩ ai đẹp hơn? Cô ấy đẹp. Đẹp chỗ nào? Đẹp hơn cô. Im miệng đi. Cậu nhất định phải nhìn tướng mạo sao? Cậu không thể nhìn vào cái khác sao? Cậu không thể nhìn vào trong sao? Được, tôi nhìn, tôi nhìn. Điên rồi. Không phải cậu bảo nhìn vào trong sao? Tôi bảo cậu nhìn nội tâm. Nhìn bên trong. Tôi không bảo cậu nhìn nội y, hiểu không? Đàn ông các người đều như vậy. Đều không biết xem nội tâm. Căn bản không quan tâm nội tâm. Anh ta trái tim tan vỡ rồi. Không chỉ là trái tim tan vỡ, anh ta còn rất cô độc, bi thương. Là người bạn duy nhất bây giờ của anh ta. Bóng bay. Bóng bay. Chuẩn bị nhảy rồi. Vậy tới đâu? Sao lại có người? Sao cô lại ở đây? Anh nói. Nói cái gì? Nói anh yêu em. Anh không được. Anh nói không được. Anh nói anh yêu em. Nhỏ tiếng chứ. Anh nói. Nói anh yêu em. Nói. Tôi nói. Yêu em. Yêu em. Yêu em. Em cũng yêu anh. Em yêu anh. Em cũng yêu anh, Tề Phi. Em yêu anh. Nghe hảo, cô tỉnh táo lại đi. Cô đừng nôn ở đây. Đâu? Ở đây, ở đây. Tôi có phải mập hơn cô ấy? Còn có thể nhìn cũng không mập lắm. Có phải đàn ông thích tóc dài? Tôi không phải. Tôi không nên để tóc ngắn. Không có cảm giác của phụ nữ.
Tôi không gợi cảm. Anh nói yêu em được hay không? Không được. Không thể để bom hẹn giờ ở đây. Lỡ như bị phát hiện, mình tiêu đời. Đây rất giống phong cách của Kiều An. Mình không thể mắc lừa. Xin chào anh, đây là phục vụ đánh thức của khách sạn. Bây giờ là 7 giờ sáng. Sao vậy? Tiêu rồi. Mình có lỗi với Tề Phi. Tiêu rồi. Cậu còn giúp tôi mặc đồ y. Tôi mặc đồ y cho cô. Cô còn kiểm tra quần áo của mình. Có sai sao? Là như vậy mà. Uống sai rồi bất cẩn ngủ ở chỗ người khác. Vì vậy là kiểm tra quần áo là một quy trình. Đợi đầu cô qua đây. Dẹ tay một chút. Nhìn kỹ chưa? Đây là mặt sống bằng phim. Đây là mặt không sống được trong phim. Tỉnh đi, được chưa? Tôi là mặt sống trong phim điện ảnh. Được, được. Ảnh hậu. Tôi xin cô, được chưa? Hôm nay 8 rưỡi làm việc. Tôi 7 giờ dậy, muốn làm sao tống cổ cô đi. Bắt đầu từ bây giờ, tôi xin cô, có được không? Được, được. Đi với tôi, hiểu chưa? Được. Tôi không phải nói đi theo tôi sao? Bây giờ tôi đang đi theo đó thôi. Cậu chưa có đi. Làm gì vậy? Tôi đi toilet. Cậu nói vậy, tôi cũng có muốn đi toilet. Chỗ cậu còn không? Tôi không nhịn nổi, tôi muốn đi toilet. Đợi chút, tôi xem có người không. Không được, tôi không nhịn nổi nữa. Cô đợi chút. Có người cậu sao vậy? Cô đợi chút được không? Không được, tôi phải đi. Làm gì vậy? Tiêu rồi. Tiêu rồi. Đều tại cô. Phải làm sao? Cậu kéo tôi làm gì? Tôi đi thì đi. Tôi đi. Tôi không phải không cho cậu ra ngoài sao? Hôm nay triệu tập mọi người, có một biến động dân sự quan trọng. Tuyên bố với mọi người, bắt đầu từ hôm nay sẽ có một nhà sản xuất vàng có nhiều kinh nghiệm trong nghề cùng với đoàn đội của anh ấy đến với The Rick của chúng ta. Anh ấy chính là CEO lúc trước của Oric, Lục Diễn Dương. Chúng ta hoan nghênh.
mọi người đều quen biết, không giới thiệu nhiều nữa. Mặc dù lúc trước là đối thủ cạnh tranh, nhưng bắt đầu từ hôm nay chính là đồng nghiệp với mọi người ở đây. Ở ngành này, tặng cho mọi người một câu: không có bạn bè vĩnh viễn, cũng không có kẻ địch vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Hay. Đó là Winston Churchill nói. Xin giới thiệu với mọi người, đây là Hạ Cường, tiền tổng giám thị trường của Oric. Đây là Bella, năng lực rất mạnh, khả năng tùy cơ ứng biến nhanh, đã được đội tôi huấn luyện như giao xếp đa năng Thụy Sĩ. Trước khi rời khỏi Oric, thành tích xếp hạng thứ nhất. Chị này là Alex. Được rồi, tin là mọi người sau này đã quen thuộc. Nếu như đã tới The Brick thì phải theo quy tắc của The Brick đúng không? Được. Xuống đây. Xuống đây. Mau xuống đây. Các thô đã gửi đi thẩm duyệt. Được. Đúng rồi, khu văn phòng làm việc tôi đã sắp xếp xong cho nhân viên mới làm việc ở đây. Mặc dù có chút chật, nhưng có thể tránh lãng phí không gian. Còn có những vật bỏ đi này đều xử lý đi, tránh gây cản trở. Lục Diễn Dương, anh có biết ăn giờ ở đậu bốn chữ này là có ý gì không? Kiều An, cô biết đưa đến khách hàng có ý đưa quảng cáo vào phim là có ý gì không? Tôi biết anh tài nguyên nhiều, có điều phim của chúng tôi hay, không thiếu người đầu tư. Người của tôi đã rời khỏi Oric rồi, nhưng đầu óc của tôi chưa rời ở đó. Cô đừng tưởng tôi không biết, cô vì không còn lựa chọn, nếu không cô không thể nào kéo tôi về. Tôi là điểm tình ban đầu anh đưa tôi vào ngành, trước kia từng nói rồi. Dân, sếp. Sếp có thời gian ở đây nhiều lời với tôi, không bằng bỏ thời gian xem báo cáo tài vụ. Sang ban vừa mở, không phải tính cô thì tính tôi. Tuyệt đối đừng đưa vào tài khoản công ty. Báo cáo tài vụ này thể hiện rõ khả năng khống chế giá thành của cô. Quá có vấn đề. Chẳng trách trước khi tôi tới vốn luôn xảy ra vấn đề. CEO bị đá đít. Đến lượt anh đánh giá về tôi sao? Còn nữa, bây giờ anh không còn là tổng tài của Oric nữa. Anh là nhân viên của tôi. Bất kể anh có muốn hay không, có thích ứng hay không, đều phải chấp nhận sự thật này. Nếu như tôi không chấp nhận, tôi sẽ không tới đây làm việc. Không sai, dự án với cô rất quan trọng, nhưng mà còn quan trọng hơn với tôi. Nếu tôi làm hỏng, nỗ lực làm việc 20 năm của tôi đều thành công cốc. Làm hỏng một lần, người khác có thể sẽ nghĩ là vấn đề của công ty trước. Nhưng làm hỏng hai lần, cô thấy ngày này còn có người cho tôi cơ hội hay sao? Anh nhìn rất rõ đó. Cho nên cô phải tin phán đoán của tôi. Mỗi bước chúng ta đi bây giờ đều phải chuẩn xác. Quên nói với cô, ngoài từng làm CEO, tôi cũng đi lên từng cấp thấp. Tối qua,
Tôi thức đêm là một bản báo cáo số liệu, là kiểm tra tất cả nhân viên hiện giờ của David, thành tích năng lực công việc và tầm nhìn phát triển. Báo cáo cho thấy David nên rút gọn nhân viên. Anh mang tới nhiều người như vậy, sao không cắt giảm? Những người tôi mang đến đều là tin anh trong ngành. David giai đoạn hiện giờ là bước đầu phát triển. Tất cả tiền đều nên tiêu trên lưỡi dao. Tôi đã nói với bộ phận tài vụ một tuần báo cáo hai lần với tôi. Còn về quản lý nhân sự, chúng ta nên chỉ giữ người có năng lực, thích hợp với vị trí của mình. Không thích hợp, không năng lực, toàn bộ về nhà. Đừng lãng phí tài nguyên của công ty. Tôi mang tới những người này, bọn họ quý trước. Tiền kiếm được cho Oric là cả năm của David. Tất cả tiền. Phía sau còn có thể thêm vào một số không? Xem cô làm sao. Sếp, tôi không cắt giảm nhân viên của mình. Đây là kịch bản mới. Ngoài ra, Hảo Mộng có thông báo phim mẫu hôm nay gửi tới Thẩm Duyệt. Tối nay nhà sản xuất Kiều cùng Lục Tổng mới tới, sẽ đi xem phim mẫu. Nhanh vậy? Mới gửi đi biên tập chưa được mấy ngày. Phải. Nghe nói tiêu chuẩn thẩm duyệt của chủ nhiệm Tiêu lần này đều cực kỳ khắt khe. Chị Kiều An cũng rất đau đầu. Phim của chúng ta chắc không vấn đề. Chủ nhiệm Tiêu mới của Hảo Mộng là kẻ nổi tiếng soi mói. Vừa lên chức đã ra nhiều quy định mới, làm mọi người rối tung cả lên. Chỉ sợ bị chém. Một câu của bọn họ, công sức mấy tháng của chúng ta đều đổ sông đổ biển. Yên tâm chủ nhiệm, tôi đối với phim của mình vẫn có chút tự tin. Tôi tin cậu. Còn ở đó chơi cái gì? Diễn viên thay xong phục trang chưa? Được rồi đạo diễn. Nghe thấy đạo diễn nói chưa? Mau lên. Biên kịch lão sư, biên kịch lão sư, xin lỗi, chúng tôi phải dùng lều này. Xin lỗi. Thất tình mệt quá. Cô quay lại cho tôi xem. Xóa đi. Cả cảnh này xóa hết đi. Lục Tổng, cả đoạn lớn thế này không lấy. Cô nói, thứ tôi cần là tiết tấu. Cả cảnh phim này, cô hoặc là đẩy nhanh cho tôi, hoặc là không giữ. Đoạn này không thể xóa, đây là phong cách của chúng tôi. Bây giờ nhà đài cần là lượng tin tức. Cả cảnh này không có lấy trọng điểm, nhà đài sẽ không mua. Bộ này là tôi quy hoạch từ đầu tới giờ. Khán giả muốn xem gì tôi hiểu rõ hơn ai. Điểm kích này chính là một trong những yếu tố thu hút. Vậy tôi xóa hay không đây? Xóa, giữ, xóa, giữ, xóa, giữ. Hai lão tổng, hai người bàn bạc xong rồi hãy tìm tôi. Nghỉ ngơi đi. Dạ. Sao
Ở đây mục đích của tôi không phải anh. Mục đích của anh không phải tôi. Chúng ta không cần thiết mỗi ngày đều tranh cãi với đối phương. Câu này cô nên nói cho bản thân. Nói thật ra, tôi không có hứng thú với công ty các người. Tôi chỉ mong là làm dự án cho tốt. Cô không cần có cảm giác nguy cơ với tôi. Tôi đánh đổi tất cả để làm dự án này. Tôi lẽ nào mong muốn làm dự án không tốt? Tôi đâu phải không đánh đổi tất cả làm dự án này. Lẽ nào tôi mong dự án này sụp đổ sao? Cô không cần đem sự không tự tin của cô biến thành phẫn nộ, đem mọi chuyện phát tiết lên người tôi. Theo cách cắt của cô, đài truyền hình không thể nào mua. Một bộ phim thành công hay không, không ở cô nhìn thấy đạo diễn bỏ ra bao nhiêu, cũng không ở cô nhìn thấy biên kịch nỗ lực bao nhiêu, mà là nằm ở chỗ độ chuyên nghiệp. Rất nhiều năm trước, anh đã nói với tôi, nhưng nhiều năm nay, anh là một cỗ máy không có tình cảm. Dùng công việc bù đắp cho toàn bộ cuộc sống, không có bạn bè, không có tình cảm. Cuối cùng công ty dứt bỏ, lẽ nào đi đến bước đường này, lẽ nào anh vẫn nghĩ cách làm của mình là đúng hay sao? Được, cô nói đúng, sếp. Duyệt phim bây giờ sao lại khắc khe như vậy? Chủ nhiệm Tiêu không bằng chủ nhiệm Phạm, không dễ đối phó. Anh ta cứ thế này, chúng ta chưa chắc mua được phim. Kệ anh ta, mắt nhìn cao vậy, không bộ nào làm được. Hoặc là sản xuất không được, hoặc là diễn viên không được. Cô sao vậy? Sao anh tới? Cũng như cô. Đến đây nghe kết quả. Hay là anh đi nghe đi. Tôi ra ngoài dạo một vòng. Một tiếng hoặc là nửa tiếng. Thua thì làm sao? Chúng ta từ lúc ra đời tới bây giờ vốn chỉ là hai người chẳng có gì. Thua rồi thì sao? Năm năm trước, Ulrich, xin chào, tôi là Kiều An. Lý tưởng của tôi là trở thành người làm truyền thông thế hệ mới. Đủ rồi. Trong các sinh viên tốt nghiệp, có khuyết điểm giống nhau. Chính là quá lý tưởng quá, không thiết thực chút nào. Người sao? Anh đã xem phương án của tôi chưa? Sinh viên khóa này có vấn đề của mình. Nhưng cái gì cũng nghĩ hậu quả, một chút sáng tạo đều không có. Cho nên, phải có chút mới, chút cũ mới cân bằng. Kiều An, thi viết đứng thứ nhất. Có điều cô Kiều, tôi phải nhắc nhở cô. Ở Ulrich chúng tôi làm không phải tác phẩm tốt nghiệp. Bất cứ chuyện gì đều không thể xây dựng trên lý tưởng quá tuyệt đối. Phương án của cô vô cùng hoàn hảo. Bề ngoài có thể mang tới thành công. Có điều quản lý nhân viên, giá thành, trù bị, cô có từng nghĩ tới chưa? Bất luận là tác phẩm tốt hay là tác phẩm tệ đều phải đối diện với rủi ro về giá thành, quản lý nhân viên và trù bị. Nếu trước khi làm phương án có thể đem cái xấu nhất biến thành yếu tố tất nhiên nhất, vậy sẽ thành cái cớ để thực hiện. Vì vậy sẽ không có tác phẩm tốt. Là một nhà sản xuất quan trọng nhất không phải giúp người sáng tác khắc phục khó khăn sao? Vậy xin hỏi cô, đem người đầu tư tiền và công ty đặt ở đâu? Tôi giải quyết thực lực khó khăn là giá trị lớn nhất tôi cống hiến cho người đầu tư và tài sản của công ty. Nói rất ngạo mạn. Nếu Ulrich chúng tôi cho cô dự án hơn 100 triệu, không sợ làm hỏng sao? Sợ cái gì? Dù sao không có gì. Thua rồi thì sao? Người tiếp theo. Cảm ơn. Chúng ta sẽ giữ liên lạc với cô. Người này tôi cần, hơn nữa đến bộ phận của tôi. Tôi tự mình dẫn dắt.